hôm qua nói câu chuyện tỷ giá nhé sáng nay nói câu chuyện đấy trên nhóm khách hàng nhé mấy ông các ông sợ tỷ giá nhé Tức là tỷ giá các ông chỉ lo ngại ấy khi vấn đề là cái 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 SPV của mình ấy cái ý chí của tiền 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 lớn ấy ví dụ như là năm ngoái là mình dính tỷ giá là vì sao năm ngoái là mình dính tỷ giá là vì cái câu chuyện đó là là cái 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 cái, cái, Fed phép nó tăng lãi suất rồi Việt Nam của mình ấy là tỷ giá nó bấp một phát tự nhiên nó tăng đột ngột lên như vậy còn bây giờ là chen của DXY bây giờ là nó là chen hồi chứ nó không phải là chen tăng là cái thứ nhất cái thứ hai là ngân hàng nhà nước nó đã xác định là nó tập trung vào tăng trưởng theo chỉ đạo của chính phủ rồi thủ tướng chính phủ rồi thì nó phải lo tăng trưởng cuối năm làm sao hai quý được 9% và để lo cái việc đó nó phải hạ lãi suất người ta đã tính toán từ tháng 3 là hạ lãi suất từ tháng 3 và lần này là hạ lãi suất thứ tư rồi và khi mà hạ lãi suất như vậy là người ta đã tính toán câu chuyện là sẽ bị chênh về mặt lãi suất Đối với thằng lãi suất phép Thì tự khắc thằng tỷ giá nó sẽ có áp lực và Thằng tỷ giá có áp lực là dòng tiền ngoại nó sẽ rút Không định là như thế Tại vì nó cầm nó tự lỗ Là nó phải rút Thằng tỷ giá ấy Là nó phải rút nhá Nó cầm nó tự lỗ Thì nhưng mà tiền nội là phải cân lại Nhưng mà cái bối cảnh bây giờ chúng ta phải đặt vào cái bối cảnh của Việt Nam ấy Bối cảnh bây giờ nó không thể nào nó tăng lãi suất được Tại vì bắt buộc là phải duy trì lãi suất thấp để đạt được mục tiêu tăng trưởng và phải hy sinh về tỷ giá. Anh em hình dung không? chúng ta có nói chung là chúng ta có sự chống ngoại hối mà 95 tỷ đô anh em lo cái gì? Nói chung là xử lý tỷ giá bao năm nay ngân hàng nước nó vẫn xử lý bình thường. Không có vấn đề gì cả, tức là nó có nó nó chỉ là một cái nói chung là đặt vào bối cảnh năm ngoái thì nó là cái chen tăng của tỷ giá đế kỳ thì mình sợ nhưng đặt vào cái bối cảnh năm nay vĩ mô năm nay nó khác hoàn toàn luôn nhưng mà trong một cái áp lực tỷ giá như vậy thì nó có ảnh hưởng không câu trả lời có chứ ảnh hưởng về mặt ví dụ như là đơn thuần như này thôi tự nhiên các ông thấy đồ nó rằng thế là các ông vác tiền đi các ông mua đồ thì tự nhiên tiền nó vào thị trường chứng khoán nó sẽ ít đi một chút ví dụ đấy là một ví dụ nhá các ông có phải không bây giờ các ông thấy đồ tăng ông, nguyên tắc đầu cơ mà Việt Nam thấy chỗ nào tăng mua chỗ đấy bây giờ thấy vàng tăng các ông nhảy đi mua xô mua vàng thấy đồ tăng nhảy xô đi mua đồ đúng không thì đấy nó bị một chút như vậy liên quan đến cái áp lực về thanh khoản thanh khoản hệ thống nhưng mà nó cũng phù hợp đối với giai đoạn này khi mà thị trường chúng ta gặp cản cần phải đi ngang cần phải tích lũy thì nó rất là phù hợp rất là phù hợp không có vấn đề gì ok đấy là câu chuyện liên quan đến thị trường không có vấn đề gì mình chưa nhắc em có vấn đề nó phải thể hiện một dòng tiền nó có rút ra hay không chứ vấn đề nó không thể hiện là tin tức em đúng không à? cả nhà rất nhiều chúc cả nhà đầu tư luôn thành công